Kính chào anh chị. Sau đây, em sẽ hướng dẫn anh chị thực hiện lập chứng từ trả lại hàng đã mua về nhập kho. Anh chị theo dõi ví dụ sau đây. Với nghiệp vụ trên, anh chị thực hiện trên phần mềm như sau. Đầu tiên, kế toán thực hiện lập chứng từ trả lại hàng mua. Tiếp theo, kế toán thực hiện xuất hóa đơn cho hàng mua bị trả lại để gửi cho nhà cung cấp. Bây giờ, mời anh chị theo dõi các bước thực hiện chi tiết như sau. Bước 1. Lập chứng từ trả lại hàng mua. Anh chị vào phân hệ mua hàng. Tại tab trả lại hàng mua, nhấn thêm. Anh chị tích chọn trả lại hàng trong kho. Tại đây, anh chị chọn chứng từ mua hàng có phát sinh hàng bị trả lại. Trường hợp mà anh chị nhớ được số chứng từ mua hàng thì anh chị nhập trực tiếp số chứng từ mua hàng tại đây. Hoặc là anh chị có thể nhấn vào biểu tượng mũi tên để tìm kiếm chứng từ mua hàng trong danh sách. Trường hợp mà danh sách chứng từ mua hàng dài thì anh chị có thể nhấn vào biểu tượng kính lúp để thiết lập điều kiện tìm kiếm chứng từ mua hàng. Tại đây, anh chị chọn chứng từ mua hàng có hàng hóa cần trả lại và nhấn đồng ý. Phần mềm sẽ tự động lấy thông tin của nhà cung cấp và hàng hóa từ chứng từ mua hàng sang. Anh chị lựa chọn phương thức giảm trừ cho chứng từ trả lại hàng mua là giảm trừ công nợ hoặc thu tiền mặt. Nếu anh chị chọn là giảm trừ công nợ, thì sau khi cất giữ chứng từ trả lại hàng mua, phần mềm sẽ tự động cấn trừ đi số công nợ còn phải trả cho nhà cung cấp. Còn trường hợp anh chị chọn là thu tiền mặt, thì phần mềm sẽ hiển thị thêm tab phiếu thu, giúp anh chị hạch toán chứng từ thu tiền mặt từ hàng trả lại. Tiếp theo, anh chị nhập thông tin người nhận hàng, lý do xuất, ngày hạch toán, ngày chứng từ, số phiếu xuất và nhập thông tin mặt hàng trả lại. Sau khi khai báo xong chứng từ, anh chị nhấn cất. Hệ thống sẽ đồng thời sinh một bản ghi trên tab xuất hóa đơn của phân hệ bán hàng. Tiếp theo, anh chị thực hiện bước 2 là xuất hóa đơn trả lại hàng mua để gửi cho nhà cung cấp. Anh chị vào phân hệ bán hàng. Tại tab xuất hóa đơn, anh chị chọn chứng từ trả lại hàng mua. Sau đó nhấn xem. Trường hợp anh chị có lựa chọn là sử dụng phần mềm để quản lý và phát hành hóa đơn tại menu hệ thống tùy chọn, thì tại đây anh chị thực hiện xuất hóa đơn trả lại hàng mua bằng cách nhấn chọn chức năng cấp số hóa đơn. Phần mềm sẽ tự động cấp số hóa đơn bao gồm những thông tin về mẫu số, ký hiệu hóa đơn và ngày hóa đơn. Anh chị nhấn đồng ý. Như vậy là em đã hướng dẫn các anh chị xong cách thực hiện nghiệp vụ trả lại hàng đã mua về nhập kho. Rất là đơn giản đúng không ạ? Xin cảm ơn và chúc các anh chị thực hiện thành công. Trong quá trình làm, anh chị có vấn đề nào thắc mắc, cần được giải đáp và hỗ trợ thì anh chị đừng ngại tham gia và đăng bài trên cộng đồng hỗ trợ MISA SME nhé.